Thưa quý khán giả, là địa phương phát triển khá nhanh về du lịch, huyện Phong Điền đang phối hợp xây dựng sản phẩm OCOP về du lịch tại xã Mỹ Khánh. Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Mỹ Khánh ở huyện Phong Điền thường được biết đến với tên gọi gần gũi là làng du lịch Mỹ Khánh. Đây là một trong những cơ sở đầu tiên của huyện làm du lịch với bề dày vài chục năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là cơ sở kinh doanh du lịch đầu tiên của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đang thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí để được công nhận OCOP. Để chúng tôi khẳng định một cái điều là cái điểm du lịch của mình đạt một cái tiêu chuẩn nhất định mà tất cả các ngành du lịch trong nước và ngoài nước họ chấp nhận cái tiêu chuẩn đó để nhằm quảng bá cái thương hiệu bền vững cho cái đơn vị của mình. Và cái thứ hai nữa là cũng như tất cả các dịch vụ của làng thì tôi cũng phải chuẩn theo cái tiêu chuẩn của OCOP để khách hàng người ta lên cái trang mạng người ta thấy. Bước đầu giống như đơn vị đầu tiên làm thì nó nhiều khi chúng tôi còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mà khi vô thực tế làm thì được các cơ quan ban ngành hướng dẫn nhiệt tình, thì nói chung là cái thủ tục thì chúng tôi xét thấy cũng rất là dễ tiếp cận. Riêng cái sản phẩm OCOP du lịch nó có cái khác ở một vấn đề là thứ nhất là về cái định hướng phát triển cho cái sản phẩm OCOP, nó không phải là sản phẩm chế biến mà nó là sản phẩm xã hội, nó gọi là cái sản phẩm mà theo thực tế để phát triển cho làm sạch môi trường, cũng như họ tới tham quan nghỉ dưỡng thì có một cái điều kiện nhất định về cảnh quan môi trường trong cái góp phần trong xây dựng nông thôn mới. Định hướng trước tiên của huyện là xây dựng cái sản phẩm OCOP và du lịch của làng du lịch Mỹ Khánh trước. Sau này đối với huyện thì đang thành lập cái hợp tác xã du lịch trên địa bàn huyện, thì nếu được thì hướng tới phát triển các cái trong cái hợp tác xã du lịch này và hướng tới là hợp tác xã OCOP cho cái huyện Phong Điền trong tương lai. Riêng hệ thống khách sạn, nhà hàng, một số sản phẩm dịch vụ du lịch cụ thể thường chú trọng đầu tư hướng tới được xếp hạng sao theo các quy chuẩn nội địa cũng như nỗ lực theo các quy chuẩn, quy trình quốc tế. Xây dựng thành công các sản phẩm du lịch theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của chương trình OCOP quốc gia sẽ là một kênh quan trọng góp phần giúp du khách tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng tốt, đặc trưng địa phương.